chị, hiện tại mình đang đứng ở đây là tuyến số 1 anh chị ha. Mình còn nhớ là 15 ngày trước mình có làm một cái video ở cái tuyến số 1 này, khoảng nửa tháng trước anh chị ạ. Cũng vườn cao su này này anh chị này. Và lúc đấy người ta mới chỉ là gạt cỏ thôi anh chị ha, gạt cỏ thôi. Mà hôm nay mình xuống người ta đã làm mặt bằng, người ta lu đường rồi anh chị này. Rất là nhanh anh chị ạ. Không làm thì thôi chứ làm thì rất là nhanh anh chị. Bây giờ mình cùng anh chị chạy hướng ra ngoài này anh chị nhé. Hướng ra ngoài này là mình ra DT741 này, khu nghiệp Nam Đồng Phú, rồi khu nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng, mình về Phú Giáo Bình Dương, về thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Rồi bây giờ mình đi nhá. Đó anh chị thấy đẹp không? Cái tuyến số 1 này nó có cái lộ dưới là 32m anh chị nhá. Là một con đường hỗn hợp sau này đấy anh chị ha. Đó, để đi vào khu công nghiệp tập trung, rồi để đi vào khu V-Ship Bình Phước đang khảo sát ở trong đó anh chị ha. Đó. Đó anh chị nhá, rất là đẹp anh chị ha. Đó. Cái vị trí vừa mình đứng đó là ngã tư Xuyên Tâm đấy anh chị. Ngã tư Xuyên Tâm giao nhau với tuyến số 1 anh chị ha. Đó. Sau này thì từ tuyến số 1, tuyến số 2, tuyến số 3, tuyến số 4 và lên đến đường Vành Đai Tân Phú Đồng Tiến anh chị ha. Là chỗ nào cũng phát triển hết anh chị ạ. Đấy anh chị ha. Đấy là các trục đường ngang anh chị ha. Còn các trục đường dọc thì có là DT741 này, rồi là tuyến Xuyên Tâm này, rồi là tuyến Tạo Lực đúng không ạ, và các tuyến huyện khác. Mạng lưới giao thông, mạng lưới giao thông của huyện Đồng Phú từ giờ đến 2030 là rất là nhiều con đường mới chị ha. Thì sẽ có những con đường mới thì cái giá trị bất động sản nằm trên những cái mặt đường đó nó mới tăng giá trị được chị ha. Trước tiên là như vậy, thì sau này khi con đường đó đã thông xe rồi thì bắt đầu người ta mới chuyển sang người ta làm thương mại anh chị ạ. Thương mại là xây nhà trọ, nhà ăn, nhà nghỉ đúng không ạ, nhà kho, nhà xưởng vân vân đó. Thì lúc đấy bắt đầu dân nó về nó ở đông thì bắt đầu là mới phát triển lên các dịch vụ khác được anh chị ha. Thì trước tiên là chúng ta phải làm đường cái đã. Có đường mạng lưới giao thông nó phải thuận tiện đúng không ạ, các con đường này kết nối với cụm công nghiệp, kết nối với khu công nghiệp đúng không ạ. Trước tiên là như thế, sau đó là khi mà có những con đường đó rồi, kết nối đó rồi, xe cộ lưu thông thuận tiện thì bắt đầu nhà đầu tư người ta mới về, người ta mới mở khu công nghiệp, mở cụm công nghiệp anh chị ạ. Rồi các nhà sản xuất thì người ta mới về đây, người ta đặt nhà máy ở đây, người ta mới tuyển công nhân đúng không ạ. Thì khi có công nhân thì người ta mới tiêu dùng đúng không ạ. Thì lúc tiêu dùng thì mình bắt đầu mình mới bán hàng, bán hóa được hàng hóa, bán được rồi là cả nhà trọ, nhà nghỉ đúng không ạ, các dịch vụ khác đó. Rồi tuyến số 1 này nó cũng dài lắm anh chị, nó không có ngắn như tuyến số 2 đâu anh chị nhá. Để đi thì nó cũng đi mãi nó cũng không hết. Video thì nó có thời lượng anh chị nhá. Rồi thì mình chia sẻ như vậy, đây là tuyến số 1 anh chị nhá. Tuyến số 1 thì nó kết nối từ DT741 của chúng ta đi vào trong khu công nghiệp tập trung 4.200 hecta anh chị ha, cũng như là vào khu của cái thằng V-Ship Bình Phước nó đang xin khảo sát đấy anh chị nhá. Thế thì anh chị nào đang nghiên cứu nhá, chưa lên Bình Phước bao giờ, chưa lên Đồng Phú bao giờ thì mình chỉ mới nghiên cứu thôi, thì thông qua những cái video này thì anh chị cũng có thể hình dung thêm, hoặc để chi tiết hơn nữa thì anh chị cứ liên hệ cho mình sẽ tư vấn về quy hoạch. Trước tiên là mình phải biết đấy đã, biết rồi mình mới làm đúng không ạ. Nhiều anh chị chưa tới Bình Phước bao giờ, chưa tới Đồng Phú bao giờ mà đó mà gọi cho mình hỏi em mua cái này em mua cái kia, mình cũng nói cũng chia sẻ luôn. Đấy, anh chị chưa biết thì anh chị đừng có mua, anh chị cứ lên đây, mình lên đây mình tham quan, mình tìm hiểu cho kỹ đi đã rồi em mua anh chị ạ. Đó, không cứ không tìm hiểu kỹ rồi là cứ nghe người này người kia nói rồi mình mua, nó không có đúng cái vị trí, rồi là nó vướng quy hoạch này quy hoạch kia anh chị ha. Đó, ví dụ mình nói ví dụ huyện Đồng Phú đi, ví dụ xã Tân Tiến thì chẳng hạn, hoặc xã Tân Lập thì chẳng hạn, thì nó cũng có đầu xã, cũng có cuối xã, cũng có giữa xã đúng không ạ. Thế nhưng mà khi mình nhìn ở trên mạng ấy, thì người ta nói là huyện Đồng Phú. Đấy, huyện Đồng Phú thì nó rộng mênh mông, biết chỗ nào là tiềm năng, biết chỗ nào nó không tiềm năng đúng không ạ. Đó, thế thì mình phải tìm hiểu quy hoạch, phải tìm hiểu quy hoạch, rồi là phải đi thực địa anh chị nhá. Rồi thì anh chị nào quan tâm đến quy hoạch này của huyện Đồng Phú này, rồi là tỉnh Bình Phước này,
đúng không ạ? Rồi là tìm hiểu những cái vị trí nào tiềm năng thì cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha. Một lần nữa xin cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới từ CVT Land anh chị nhé. Một lần nữa xin cảm ơn.